Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ông Hoàng Dũng phủ nhận việc cắt ghép lời của đại tá Đinh Văn Nơi. Báo chí của nhà nước Việt Nam vào hôm mùng 5 tháng 10 đồng loạt đăng tải các bài báo khá giống nhau cho rằng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa giám đốc công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi và một cựu bí thư tỉnh vào hôm mùng 3 tháng 10 đã bị cắt ghép và quy kết ông Hoàng Dũng, một trong những người sáng lập phong trào Con Đường Việt Nam, là người phát tán lên mạng. Tuy nhiên, mới đây, ông Hoàng Dũng đã công khai phủ nhận điều này. Đây là hình ảnh báo Lao Động cho rằng ông Hoàng Dũng, chủ Facebook Hoàng Dũng, đứng sau clip ghi âm cuộc nói chuyện của đại tá Đinh Văn Nơi với thiếu tướng Bùi Bé Tư. Sau khi dư luận trong nước khá phấn khích và tỏ thái độ ủng hộ giọng điệu khá nghĩa khí của đại tá Đinh Văn Nơi trong đoạn ghi âm, thái độ của ông Nơi là từ chối cho công an mang súng ra trấn áp người dân thoát khỏi thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch. Thậm chí họ cũng có vẻ thích câu chửi thề đúng chất giọng miền Nam của ông Nơi. Tụi em biết chuyện đó rồi, tụi em sẽ viết công văn báo cáo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chớ tụi dưng bỏ dân làm sao được. Toàn người già, con nít rồi phụ nữ mang thai chạy xe mấy chục, mấy trăm cây số về bỏ ở đó ngủ ngoài mưa, ngoài nắng cả đêm. Nhiều thứ làm tụi em quạo, muốn đập bàn luôn chứ không phải chuyện đơn giản. Có điều ông cứ phát biểu kêu công an, quân đội xách súng đạn ra, tôi không làm đó, ông làm gì tôi? Tôi nói với anh, đem súng đạn này nọ ra hả? Tôi ra lệnh không cho thằng nào được quyền trấn áp dân. Thằng nào giỏi thì ra đó làm. Chứ dân người ta về quê có còn cái gì đâu. Mình có cả hệ thống y tế, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, quản lý chặt chẽ về y tế là tốt rồi. Địa phương nào yếu thì mình huy động người, anh em công an, quân đội, y tế tập trung xuống tiếp đón. Có gì đâu, áp lực trong vòng 5-10 ngày là hết thôi. Chứ không lẽ năm này sang năm nọ sao mà phải giữ vậy? Trời đất, ông cứ lên báo, không cho về. Ông ngăn đầu này, ông cản đầu kia. Sáng giờ, ông chửi tôi tan nát hết. Kệ nó, tới đâu hay tới đó, chứ không lẽ bỏ sao được. Đó là trích đoạn cuộc nói chuyện của đại tá Đinh Văn Nơi về cách ông bất tuân chỉ đạo của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp trung ương, bắt ông phải cho lính đàn áp và ngăn chặn người dân trở về quê nhà. Giọng của đại tá Đinh Văn Nơi cũng chê trách về công tác an sinh xã hội của thành phố Hồ Chí Minh bỏ đói dân để cho dân bạo loạn và là nguyên nhân để cho người dân bỏ thành phố về quê. Cho đến nay, báo chí dưới quyền của Ban Tuyên giáo vẫn chưa đưa ra đoạn ghi âm thực sự để chứng minh cho đoạn ghi âm thanh mà người dân đưa lên Facebook hoặc và đã báo nhà nước nói rằng là cắt ghép, nhưng họ đã không chứng minh được điều đó. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam xác định Facebook Hoàng Dũng là nơi đầu tiên phát đi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của đại tá Đinh Văn Nơi. Tuy nhiên, ông Hoàng Dũng nói rằng một nguồn tin trong nước đã gửi cho ông đoạn ghi âm này. Cũng vào hôm 6 tháng 10 giờ Việt Nam, trên trang Facebook cá nhân, ông Dũng đã phủ nhận làm chuyện này. Ông nói, cũng có một vài anh chị em hỏi có cắt ghép hay không, mình trả lời là không. Ít nhất là về phía mình. Mình đã chứng minh bằng video phát trực tiếp quay đoạn file ghi âm trong tin nhắn đó. Có thế nào mình phát như thế? Cắt ghép hình ảnh, đâu giỡn nhau cho vui thì đã từng làm nhiều, nhưng mình chưa cắt ghép gì với mục đích để hại người khác. Nhất là cắt ghép chỉnh sửa video âm thanh thì cũng mình chịu. Món này mình không có phương tiện cũng như trình độ để làm. Ông Dũng đã viết như vậy sau khi đăng tải tin nhắn tin của ai đó đã gửi cho ông đoạn ghi âm này. Có người còn bảo Hoàng Dũng nó tung audio ghi âm là nó tiêu diệt anh Nơi rồi. Người nào có suy nghĩ này tức là người đó ủng hộ sự tồn tại của độc tài cộng sản. Anh Nơi đang là đảng viên Đảng Cộng sản, sinh năm 1976, tương lai còn rất rộng mở. Nếu anh ấy là một người thực sự tốt, anh ấy sẽ rất vui khi ra khỏi Đảng Cộng sản và dân đưa anh trở lại chính trường sau 5-10 năm tới khi Cộng sản không còn tồn tại. Còn nếu anh ấy là một người xấu, anh sẽ không bị ra khỏi đội ngũ, bởi Cộng sản là một tập thể của những lũ người xấu tàn ác. Nếu anh Nơi xấu, mình tiêu diệt anh Nơi thì tốt quá chứ sao. Xin lưu ý là đến giờ anh Nơi vẫn chưa có một câu nào phủ nhận nội dung cuộc điện thoại nhé, và người nói chuyện cùng anh cũng chưa một ai báo rằng dám nói là audio không đúng, tất cả chỉ tập trung bảo vệ tay Nguyễn Thanh Bình mà thôi. Vì sao lại như vậy? Mấu chốt nằm ở đó, những gì anh Nơi làm anh ấy đều báo cáo cho Bộ Công an. Thứ trưởng Bộ Công an đã đồng ý về mặt chủ trương của anh Nơi, chỉ còn Bình. Chi tiết đắt giá là ông Bình cứ đòi mang quân đội, công an, súng đạn ra để chặn dân lại, không cho người dân An Giang trở về nhà của mình. Đó là một kẻ độc ác,
Thanh Bình là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang hiện nay. Anh Nơi không nghe lời ông Bình là điều dễ hiểu vì hệ thống quản lý khác nhau. Bình là bên chính quyền, anh Nơi là bên công an, Nơi chỉ nghe bí thư tỉnh thôi. Bí thư to nhất trong cuộc nói chuyện, rõ ràng anh Nơi và Bình đối lập nhau về quan điểm đón hay không đón dân về. Quan điểm của anh Nơi là đón vì dân là người nuôi anh Nơi cùng các đồng đội của mình. Đây là suy nghĩ và lời nói của anh Nơi. Anh ấy đã từng nói ra như thế trước đó công khai. Còn ông Bình thì đại diện cho tư tưởng độc tài cộng sản, coi dân như con thú, sẵn sàng chấn áp, bắn giết, có chuồng không cho về. Một chi tiết rất quan trọng là đại tá Đinh Văn Nơi đã khẳng định ở thành phố Hồ Chí Minh không ai lo cho dân cả. Nói cái miệng, cho sướng mà thôi, bỏ chết bờ, chết bụi. Người ta có cái ăn, cái mặc thì ai về đây làm cái gì? Câu nói này nếu không phải là của anh Đinh Văn Nơi mà là của ông Đinh Thường Dân thì sẽ bay ngay 7,5 triệu, tức là tiền phạt. Và cuộc hội thoại nó cũng cho thấy chủ trương của một tỉnh, mỗi nơi một phách trong phương pháp chống dịch, chống dân. Ngay trong mỗi tỉnh, phương pháp chống dịch, chống dân hay đón dân cũng hết sức khác nhau. Đây là hình ảnh người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê chống dịch đã đi hàng trăm cây số, đến đêm ngủ bên vệ đường. Đấy là lý do để tuyên giáo và công an loạn hết cả lên chỉ vì một cuộc điện thoại. Cũng may, nhờ có cuộc điện thoại này mà người dân nhiều tỉnh được về nhà, không phải núp bóng lớn nữa. Ông Hoàng Dũng đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Và ai là người đã thu đoạn băng ghi âm của ông Nơi? Cực kỳ lạ và hấp dẫn vụ cắt ghép các file video audio nói chuyện của đại tá Đinh Văn Nơi. Đó là lời bình luận của cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, tức là Ba Sàm. Và cái cực kỳ ở đây là từ sự tài ba của đối tượng xấu nào đó cho thấy sự kém cỏi lúng túng đến độ không thể giải thích nổi của chính quyền An Giang trong vụ việc được gọi là cắt ghép file ghi âm đại tá Đinh Văn Nơi. Còn hấp dẫn là từ đây thấy nổi lên những bí ẩn đằng sau phía đó. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã rất nhanh chóng khẳng định thông tin trên file ghi âm đó là cắt ghép gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, phía báo chí cũng không dám trích ra vài câu và phân tích biểu hiện cắt ghép nó ra sao cả. Vì thế mà độc giả không biết một chút chi tiết nào trong nội dung cuộc nói chuyện và làm sao phán xét đúng sai cho được. Trước hết, phải khẳng định rằng qua nhiều báo cho biết đoạn clip ghi âm không phải là tiếng nói của người khác hoặc dùng phần mềm giả để giả giọng, mà chính là giọng của ông Nơi và cựu bí thư. Đây là hình ảnh Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi. Vấn đề chỉ nó là có cắt ghép thôi, tức là lấy đoạn ghi âm audio này ghép với những đoạn audio khác tạo nên một cuộc nói chuyện bình thường. Làm sao như vậy để đánh lừa được người nghe thì thật là kỳ tài. Thêm nữa, dễ hiểu là để ghi âm trộm được một cuộc điện thoại của một đại tá Giám đốc Công an là vô cùng khó. Nếu ghi trực tiếp qua hệ thống điện thoại thì phải có trình độ công nghệ rất cao, còn ghi âm bên ngoài thì phải đặt máy nghe trộm trong phòng một trong hai nhân vật trên khi họ nói chuyện ở chế độ mở loa. Cũng có nguồn dư luận cho rằng có thể chính phía công an đã làm việc này, là cuộc gọi giữa một đương, tức là một công an, đề cập với một thứ trưởng công an với lời khen ngợi, với mục đích nhắm vào ông chủ tịch tỉnh và đề cao công an, hoặc do phía muốn nhắm vào ông Nơi đã thực hiện, hoặc do tổ chức đảng địa phương muốn lấy điểm để dân hạ nhiệt, giữ tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay. Cũng cần phải nhắc tới một yếu tố góp phần làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn trên mạng là về nhân vật chính đại tá Nơi. Trong thời gian gần đây, ông khá nổi tiếng về nhiều mặt. Điển hình là vụ có kẻ dùng tới 20 tỷ đồng để bứng ghế của ông đi. Ông Nguyễn Hữu Vinh đưa ra giả thiết như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021 với bản tin ông Hoàng Dũng phủ nhận việc cắt ghép lời nói của đại tá Đinh Văn Nơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.